là em bán được giấy, em bán được mớ giấy mà 9 ký giấy là trong đó có 3 ký đá của em rồi. Bảo có chắc mẹ tôi á. Tôi mua 6 ngàn, tôi bán lại có 7 ngàn mà cô. Thôi 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 khỏi đi, không bán không bán. À cô gì ơi. À vậy cô bán cho tôi 6 ngàn rưỡi nha cô. Tôi lời có 500 mà. Thôi cân đại đi, nhanh lên. Cảm ơn cô, để tôi lấy cân. Dạ dạ. Rồi đợi gì nữa? À dạ dạ thối tiền. Khổ ghê luôn á, thời đại này ai xài 500 nữa mà đợi. Khỏi thối đi. Thôi đem đi lẹ lẹ đi, đóng cửa à. Dạ. Tao cái tài được không? Nhanh lên liền đi. Mau quá. Đi đâu gì nhân cướp vậy? Dạ xin lỗi cậu. Tôi không có cố ý. Bảo cố ý chắc mẹ tôi á. Dạ dạ cậu có sao không cậu? Thôi đừng đụng người tôi nữa. Thối dơ bẩn còn đụng người ta. Thôi đi đi. Để tôi gặp lại bà. Dạ dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Tăng lẹ đi mà. Không sao, thôi kệ đi. Nói này nè, xui của anh nhưng mà hên của em. Gì hên gì? Em bán được mớ giấy mà 9 ký giấy là trong đó có 3 ký đá của em mà. Em bỏ đá vô. Trong nào? Trong giấy trong kho đó. Em thấy quá trời, xong rồi em dọn cho nó sạch, em bán luôn. Mà bán được nhiêu? Không, được mấy chục ngàn á. Trời ơi, bà bán mấy chục ngàn tôi mất mấy chục triệu rồi. Để tiền đó mà, bà sao vậy? Cái gì? Để tiền trong đó hả? Thì ra là ông chứ có quỷ đen đúng không? Trời ơi, giờ mình nói gì nữa, đi tìm đi. Cái bà già đụng tôi. Ô, tiếng không nhớ. Bây giờ biết được nè mà tiền. Bà kìa. Ê, nhanh lên. Ủa nha, bà có thấy tiền tôi để trong 18.350.000. Cậu đếm lại đi, không thiếu một xu.
cho ba 1 triệu. Coi như cảm ơn. Cậu cất đi. Nếu tôi muốn lấy là tôi đã không tìm cô cậu để trả. Còn đây là đá của cô đã cần bán cho tôi nè. Hy vọng lần sau cô đừng có làm như vậy với những người khác như tôi nữa. Tôi dù nghèo nhưng sống lương thiện, không có giống như là cô với cậu sống giả dối lừa lọc như vậy. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì, cứ mãi hơn thua. Dòng đời đôi khi như cơn bão lớn, đường dài xa xôi tôi không thấy lối, mịt mờ phía sau cũng chẳng thể quay đầu. Chỉ cần đôi tay chặt tôi nắm lấy, người nào bên tôi yêu thương dẫn lối, giàu thế nào.